Cả nhà đổi đời giàu to nếu thắp hương rằm tháng 2 âm lịch vào giờ hoàng đạo này, trúng số liên tiếp đếm tiền mỏi tay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái giờ tốt thắp hương ngày rằm tháng 2 âm lịch năm 2024, tức là ngày Đinh Hợi. Vậy thì trong cái ngày Đinh Hợi, chúng ta sẽ có những cái giờ tốt nào để thắp hương? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì để lựa chọn ra một cái giờ tốt để thắp hương trong ngày rằm tháng 2 âm lịch ấy, thì Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho quý vị những cái ngày giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương rằm, cho mọi việc nó được thuận lợi, may mắn, suôn sẻ và bình an, cũng như là cầu tài, cầu lộc, đắc lộc, cầu bình an, đắc bình an. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những ngày tốt, giờ tốt để chúng ta làm mọi việc cho được thuận buồm xuôi gió. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, cái nghi thức dâng hương là cái tập quán mà hầu hết mọi người dân Á Châu, tất cả cái lứa tuổi nào thì cũng đều biết đến. Nén hương đã đi vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam như là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống vừa gần gũi lại vừa linh thiêng. Trong tâm thức của người Việt thì đều tin rằng khi mà đốt hương lên cũng như là một cái nhịp cầu nối vô hình, kết nối giữa hai thế giới vô hình và hữu hình, kết nối giữa cái thế giới người âm và người dương, từ đó sẽ gửi những cái lời cầu nguyện theo cái làn khói hương đến cái thế giới tâm linh, nơi mà có thần tiên và các bậc tiền nhân đang ngự trị ở đó. Tuy nhiên, về mặt tâm linh ấy, thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ, nhất là về cái ý nghĩa của việc dâng hương theo ông bà. Thậm chí ngày nay còn một số người không biết vì sao trên bàn thờ lại có một cái pho tượng hình ảnh Phật Bồ Tát cũng như là của thần linh tổ tiên. Phải chăng có một vị Phật sống nào đó vẫn đang ngự trên bàn thờ của chúng ta? Cái làn khói hương nó hướng về cái cõi linh thiêng hoặc xông lên cái chốn linh thiêng, nơi mà thần Phật gia tiên đang ngự trị ở đó. Thông thường là chúng ta sẽ dùng hương đốt lên để cúng các bậc thần linh gia tiên, cũng như là để mang lại cái may mắn và bình an đến với gia đình. Sự đặc biệt của nén hương đối với người dân Việt Nam ấy, thì như quý vị đã biết, cái chuyện thắp hương trên bàn thờ tổ tiên là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, Dỗ, Chạp, ngày rằm, ngày mùng 1, đặc biệt là trong ngày rằm tháng 2 sắp tới đây. Thì cái việc chọn ra cái thời điểm thắp hương nó cũng là một cái điều vô cùng quan trọng. Trong ngày rằm, ngày mùng 1 thì ngoài cái mâm cao cỗ đầy, không ai không thể mua một vài nén hương để thắp cho ông bà tổ tiên. Nén hương được thắp lên thì mọi người cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là cái thứ hàng hóa bình thường nữa, nó đã trở thành một cái sản phẩm tâm linh không thể thiếu trong cái văn hóa thờ cúng của người Việt. Cùng với cái phong tục truyền thống khác thì nén hương cũng đã góp phần tạo nên cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Mùi hương là mùi thơm quen thuộc của hàng triệu dân châu Á, là cái mùi hương đặc biệt trong những ngày đầu năm, ngày rằm, ngày mùng 1 hoặc là những ngày lễ Tết, Dỗ, Chạp. Chúng ta luôn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc, những cụ ông, cụ bà, những nam thanh nữ tú tay cầm hương cầu khấn đấy, cái ngày rằm ngày mùng 1 ấy, ở tại đình đền miếu phủ chùa chiền cũng như là tại nhà, để mong muốn có được cái sự an khang thịnh vượng, phúc thọ khang ninh. Thì đây không phải là cái hành động mê tín dị đoan mà là một cái nét đẹp văn hóa tồn tại từ lâu đời nay. Như quý vị đã biết ấy, từ thời xa xưa, khi mà mới khám phá ra lửa, khi mà con người bắt đầu phát hiện ra một điều lạ lùng, đó là khi ngọn lửa cháy lên sẽ tỏa ra cái mùi hương thơm đặc biệt theo các vật liệu mà cái ngọn lửa đó cháy lên. Người ta đã biết dùng hương đèn để trị bệnh cho cái thân thể và cả cái bệnh về tâm lý nữa. Khi đốt đèn thì khói hương sẽ nghi ngút tạo ra một cái không khí thanh tịnh, ấm áp và trang nghiêm, hoặc tạo cái không khí trong sạch trong cái căn phòng lạnh lẽo của những người qua đời hoặc là gì lâm những bệnh nặng. Thông thường thì người ta thắp hương là để khẩn thiết cúi xin, mong cái tấm lòng thành kính của mình sẽ quyện theo cái làn khói hương về cái cõi linh thiêng hoặc xông lên tận cái ngai vàng của Đức Chúa Trời hoặc một cái đấng linh thiêng nào đó. Do vậy trong cái kinh Phật mới có bài kinh kệ: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Khói hương nghi ngút đã tạo nên một cái không khí thanh tịnh và ấm áp trang nghiêm. Thưa quý vị, và trong phong tục thập quán của người Việt ấy, thì trước khi cái ngày lễ Tết, Dỗ, Chạp, ngày rằm, ngày mùng 1, trước khi mở thắp hương dâng hương lên ông bà tổ tiên cũng như các vị thần linh,
thì chúng ta cũng cần phải thực hiện một việc, đó là lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Đấy, sau đó là gì? Sắp xếp các đồ vật thờ cúng. Đấy. Và cuối cùng là châm đèn và đốt hương. Thì để lau dọn bàn thờ được sạch sẽ thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương. Đó. Đây là một cái loại nước thơm có công dụng là làm sạch tẩy uế các đồ thờ cúng trên bàn thờ. Nó tẩy rửa các bề mặt trên như bát hương, đỉnh đồng hoặc là gì trên các đĩa bồng, lọ hoa vân vân. Đấy. Bên cạnh đó nó làm sạch cái không gian thờ cúng, nó là một cái nước ngũ vị hương. Đâm ra nó sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ, giúp cho các ngài ngự được lâu hơn. Đó. Thì khi đó con cháu cầu gì sẽ được nấy. Bên cạnh cái việc là nó mang lại cái mùi thơm ấy, thì nó cũng có tính chất là xua đuổi côn trùng, xua đuổi các loại bọ, ruồi, muỗi, gián kiến, giúp cho cái không gian thờ cúng nó không bị u uế, nó được thanh tịnh hơn. Đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương. Đấy, để bao sái ban thờ cho được thơm tho sạch sẽ trong dịp lễ Tết Dỗ Chạp ngày rằm ngày mùng 1, hoặc là khi ban thờ bị bụi bẩn nó xâm phạm. Đó. Thì ngoài chai nhất tâm hương ra thì cũng được tặng kèm theo một chiếc khăn lau sạch. Đấy, khăn lau sạch. Cái khăn lau sạch cũng là một cái điều hết sức quan trọng. Đấy, quý vị không nên dùng cái khăn lau ban thờ với cái loại khăn lau khác. Thì quý vị có thể thỉnh cái chai nước nhất tâm hương để tặng một chiếc khăn lau dọn ban thờ để cho thì cái việc thờ cúng nó trở nên linh thiêng, ý nghĩa và thuận lợi hơn. Thưa quý vị, một cái điều mà người dân Việt Nam vẫn thường quan tâm là gì? Khi thắp hương thì nên thắp mấy nén? Như quý vị đã biết, người dân Việt Nam có thói quen chọn số nén hương là số lẻ, tức là 1, 3, 5, 7 hay là 9 nén. Nhưng cũng có trường hợp người ta đốt cả cái nấm nhang chứ không gì chú trọng vào cái con số cũng như cái ý nghĩa. Còn thiên lý giải của nhà Phật thì cho rằng số lẻ thì nó mang nhiều cái ý nghĩa linh thiêng hơn. Con số 3 có nhiều quan niệm khác nhau, đó có thể là gì? Tam bảo, tức là Phật, Pháp, Tăng. Tam giới, nó cũng bao gồm là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam thời, nó bao gồm là quá khứ, hiện tại và tương lai. Tam vô lậu học, nó bao gồm ba giới là giới, định, tuệ của nhà Phật. Nén hương cũng có thêm một cái ý nghĩa đặc biệt khác, đó là thắp hương để gì? Nhớ đến cái sự vô thường. Vô thường tức là gì? Tức là không vĩnh viễn. Cho nên nén hương tắt hay là cháy thì cũng tượng trưng cho đời người tắt cháy, ngắn ngủi vô thường như là cái thời gian của nén hương. Tàn tro của hương cũng nhắc nhở chúng ta nhớ đến thời gian trôi qua, không uổng phí những ngày tháng đã qua. Số lẻ còn tượng trưng cho cái dương thế, nên khi thắp hương thì thắp số lẻ có nghĩa là dương cúng âm. Nén hương cũng có thêm một cái ý nghĩa đặc biệt khác, đó là khi thắp hương để tưởng nhớ đến cái sự vô thường. Tiếp theo, trước khi bước vào chọn ra những cái giờ tốt thì Tử Thông cũng xin chia sẻ cùng quý vị một chút về cái ý nghĩa dâng hương trong nhà Phật và các tôn giáo khác nhau. Thưa quý vị, trong nghi lễ Phật giáo thì hương là một trong 6 cái lễ vật cúng dường, bao gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả thực, tức là nhang, bông đèn, trà, trái cây và thức ăn. Tuy nhiên, nhiều người không rõ về cái ý nghĩa sâu xa trong việc cúng Phật, nên là gì cũng thì không biết cúng thế nào cho đúng, đúng không ạ? Theo quan niệm của nhà Phật thì lòng thành thể hiện qua cái làn khói hương nghi ngút, không cần phải bày yến tiệc, thịt cá, mâm cao cỗ đầy. Vì đúng theo ý nghĩa của cúng Phật, chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt, nước trong là đủ. Phật không phải ở trên bàn thờ mà ở trong tâm của mỗi chúng ta. Ngoài những nén hương thơm dùng cái ngọn lửa nóng để đốt lên, thì chúng ta cũng có thể dùng đức tin để thắp lên những cái nén tâm hương, tức là hương từ trong tâm. Bởi vậy mới có 5 thứ hương để cúng dường cho Đức Phật. Đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Lòng thành thể hiện qua cái làn khói hương nghi ngút, không cần phải bày yến tiệc thịt cá. Đó. Không chỉ Phật giáo mà các tôn giáo khác như là Thiên Chúa giáo cũng dùng hương trong các ngày lễ của mình. Người Thiên Chúa giáo xông hương trong các ngày thánh lễ, trước bàn thờ, trước cái cuốn kinh thánh, minh thánh, rượu thánh và cả linh cữu của những người đã mất. Trước thời Chúa Giê-xu, những hương liệu như là loại trầm đấy, có giá trị hơn cả vàng bạc và châu báu. Đó là vì cổ nhân tin rằng những cái loại cỏ cây thơm do chư thiên ban cho từ trên cao và thấm nhuần vào cái hương thơm của Đức Thiên Chúa Trời. Người Thiên Chúa giáo xông hương trong các thánh lễ trước ban thờ. Nói chung ấy, cũng có tài liệu ghi rằng khi Chúa Giê-xu Giáng sinh thì có 3 vị vua đem 3 thứ châu báu quý nhất ở cái thời đó dâng lên. Đó là vàng, hương trầm và dầu hương đặc biệt.
Điều này chứng tỏ hương trầm từ xa xưa vốn được xem là một cái loại vật phẩm quý giá và linh thiêng. Khói hương hòa vào cái không khí khiến cho cái vạn vật xung quanh nó đều được thơm ngát. Nói chung là gì? Đây cũng chính là gì? Cái tùy thuận chúng sinh của các vị Bồ Tát, các vị thần nhân. Những cái tôn giáo khác như là cái đạo Hindu ấy thì lại dùng hương để thư giãn và tập trung cái hơi thở mỗi khi ngồi thiền. Trong khi đó, đạo phù thủy thì cũng dùng hương để trở về với cái sức sống tự nhiên, để cảm thông với các vị nữ thần. Trái lại, theo đạo Khổng thì khói hương tượng trưng cho đại trượng phu, chỉ bay lên chứ không bao giờ lặn xuống. Hương không có màu sắc nhưng mà luôn có mùi thơm ngào ngạt, như câu tự tại trong cái cách hành xử, như chim giữa hư không, tìm dấu chân không thấy vết. Đoạn. Cái mùi hương thì vô sắc, phảng phất thơm lạ lùng, bậc tĩnh lặng, sống tự tại giữa đời, đem lại sự an lạc và lợi ích cho đời người, không lưu lại cái dấu tích của danh sắc nào trên cái bia ký. Rời khỏi cái cuộc đời, có chăng ấy, chỉ là một cái khoảng không gian ngát hương thơm. Mùi hương của loại hương còn bay ngược chiều với gió. Ở nhiều vùng thuộc Nam Bộ ấy, thì người ta còn thắp hương ở từng gốc cây, góc nhà, với quan niệm mọi vật thì đều có cái đời sống tâm linh của nó, cũng như là để cho thì vong linh, hương linh, hiển linh và phù trợ. Một cái điều mà chúng ta cũng cần phải ghi nhớ mỗi lần dâng hương trước bàn thờ, không những dâng hương bằng cái tấm lòng thành kính của mình mà còn phải có chánh niệm. Nên nhớ cắm từng nén hương với hai tay và cắm cho ngay thẳng, tượng trưng cho cái tấm lòng ngay thẳng, mặc cho phong ba bão táp cũng không đổi rời. Giữ nguyên cái phong cách của người quân tử với tấm lòng trong sạch, lưu lại tiếng thơm muôn đời cho cái đời sau. Tiếp theo ấy thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái giờ tốt thắp hương trong cái ngày rằm tháng 2 âm lịch, ngày Đinh Hợi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để chọn ra cái giờ tốt để thắp hương ấy, quý vị hãy mở trang 133 của quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Thì ở trang 127 là cái hướng dẫn về chọn giờ tốt thắp hương. Đó. Và trang 133 thì là đến cái ngày Đinh Hợi nhé. Thì chúng ta biết cái ngày rằm tháng 2 âm lịch nó là ngày Đinh Hợi đúng không ạ? Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Tự xem ngày giờ tốt cho mình. Trong này có tất cả những cái ngày giờ tốt, hình như có 70 mấy cái ngày giờ, gần 100 ngày để cho quý vị lựa chọn. Từ cái việc chọn ngày tốt, khai trương động thổ nhập trạch đến những cái việc là lễ cúng, động thổ mồ mả vân vân thì cũng đều có tất cả trong những quyển ngày tốt toàn thư. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Thì chúng ta biết ấy, cái ngày rằm tháng 2 âm lịch nó là ngày Đinh Hợi. Ngày Đinh Hợi nó sẽ rơi vào ngày 24 tháng 3 dương lịch năm 2024. Ngày Đinh Hợi thì chúng ta có đinh hỏa, hợi thủy, thủy hỏa nó tương khắc, là ngày hung phạt đúng không ạ? Nạp âm của ngày là ốc thượng thổ, đấy, nó kỵ cái tuổi là tân tỵ và tuổi quý tỵ. Ngày thuộc hành thổ thì khắc hành thủy, đặc biệt các tuổi đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy nhưng không bị sợ bị thổ khắc. Ngày hợi thì lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi để tạo thành mộc cục, xung tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Trong ngày hôm nay thì có trực là trực thành và có sao mão là cái sao hung cho bộ nhị thập bát tú. Cái ngày rằm tháng 2 âm lịch nó vẫn thuộc là tiết xuân phân đấy, tiết xuân phân nhé. Tiết xuân phân nó khởi từ ngày 20 tháng 3 đúng không ạ? Và để xét về chọn được cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày rằm tháng 2 âm lịch ấy, thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải xét về cát hung trong ngày đã đúng không ạ? Và trong ngày hôm nay, ngày rằm tháng 2 âm lịch thì có các cát thần như là có Bốc Tướng, Lâm Nhật, Mãn Đức, Mẫu Thương, Nguyệt Ân, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Thiên Y, Thần Tại, Tứ Tướng và Đại Minh. Các hung thần trong ngày ấy, thì sẽ có Huyền Vũ, Kim Đao, Mộ Nhật, Ngũ Bất Ngộ, Phạt Nhật, Phục Tội, Thiên Hùng, Thần Hiệu, Thổ Cấm, Thổ Ngân, Trùng Nhật, Tuyệt Yên Hỏa và Đao Khảm Sát. Đó. Như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cát hung của ngày. Vậy thì dựa vào cái cát hung của ngày, bây giờ chúng ta xét xem là trong cái ngày rằm tháng 2 âm lịch chúng ta nên thắp hương vào những giờ nào. Thưa quý vị, quý vị có thể mở trang 133 nhé, của cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Đây, cái mục thứ 24 là ngày Đinh Hợi, thì chúng ta sẽ chọn ra những giờ tốt. Thì giờ đầu tiên chúng ta làm có giờ xét giờ Tí đúng không? Giờ Tí thì nó sẽ là giờ Canh Tí, từ 23 giờ đến 1 giờ. 23 giờ đến 1 giờ giờ Tí thì nói chung ấy, nó có hung tinh Bạch Hổ đấy, lại có hỏa tinh Địa Binh đấy. Vậy nên đây là cái khung giờ xấu mà quý vị không nên dùng thắp hương. Tiếp theo là chúng ta xét giờ thứ hai là giờ Tân Sửu. Giờ Tân Sửu thì nó có Ngọc Đường. Đấy, Ngọc Đường. Thì ngoài cái sao Ngọc Đường ra ấy, Ngọc Đường Hoàng Đạo đấy,
thì nó cũng có các sao khác, như là có đường phù, hữu mật, thủy tinh, nhật mộ, và nó là một cái sao tốt nhá. Như vậy 1 đến 3 giờ. 1 đến 3 giờ là giờ Sửu, đúng không ạ? Nó là giờ Tân Sửu thì là giờ tốt nhá. Nhưng mà cái giờ này thì quý vị cũng không nên thắp hương nhá. Quý vị nếu mà làm cái việc gì về mộ và thì quý vị có thể làm được thôi. Tiếp đến giờ thứ ba là giờ Nhâm Dần. Nhờ giờ Nhâm Dần thì nó có thiên lao, hà khôi, la thiên đệ thoái, triệt lộ không vong. Nói chung lại có thiên tặc. Bên cạnh đó nó có tứ đại các thời, thái âm, ngũ hợp, quốc ấn, đường phù và lục hợp. À, như vậy là gì? Nói chung ấy, cái giờ Dần thì cũng là một cái giờ trung bình nhá, 3 đến 5 giờ. Đó, 3 đến 5 giờ thì nó là giờ Dần, nó là giờ Nhâm Dần. Tiếp đến là chúng ta xét đến giờ Mão, nó là giờ Quý Mão. Giờ Quý Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. 5 đến 7 giờ. 5 7 giờ nó có huyền vũ hắc đạo đấy, có triệt không, có ngũ bất ngộ. À, bên cạnh đó thì nó cũng có tam hợp, có tham lang, mộc tinh, nhưng mà cái giờ Mão này cũng đánh giá là một giờ xấu mà quý vị không nên dùng nhé. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Thìn. Giờ Thìn thì nó là giờ Giáp Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 7 giờ đến 9 giờ sáng thì nó có tư mệnh hoàng đạo. Đấy, có hữu mật, có kế đô. Như vậy là cái giờ Thìn ấy thì nói chung nó là giờ tốt nhá, giờ tốt. Như vậy chúng ta có giờ tốt đầu tiên để thắp hương. Đó là gì? Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Là giờ tốt đầu tiên. À, tiếp theo chúng ta xét đến giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. 9 đến 11 giờ nó là giờ Ất Tỵ, đúng không ạ? Giờ Ất Tỵ thì chúng ta có ngày đi ngợi nó Tỵ là tương xung, nó có thời phá. Đó. Nó có thời phá, nhưng nó có Nhật Mã, đấy, có Câu Trần, đấy, có Thổ Tinh. Bên cạnh đó nó cũng có những các tinh như là Tứ Đại Cát Thời, Đế Vượng, Dịch Mã, Tả Phụ. Nhưng mà Tử Tông khuyên nhé, cái giờ này 9 đến 11 giờ là giờ Ất Tỵ đấy, thì quý vị cũng không nên dùng nhé. Đấy là giờ xấu. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Ngọ. Nó là giờ Bính Ngọ, có Hỷ Thần, có Tuần Không. Đấy. Bên cạnh đó nó có Thanh Long Hoàng Đạo. Nó có Hỷ Thần, có Ngũ Phù, có Nhật Lộc, Minh Tinh, có La Hầu, Tuần Trung Không Vong. Nói chung cái giờ Ngọ cũng là một trong giờ tốt để thắp hương ấy, 11 đến 13 giờ. Đấy, thì cũng là một giờ tốt nhá. Giờ tốt thứ hai là giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Đó là giờ tốt thứ hai. À, tiếp theo chúng ta xét đến giờ Mùi. Giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ, 13 đến 15 giờ. 13 đến 15 giờ là giờ Mùi, nó là giờ Đinh Mùi. Giờ Đinh Mùi thì có gì? Có Minh Đường Hoàng Đạo, lại có Tuần Trung Không Vong, đúng không? Có Tuần Không đấy. À, Minh Đường là cái sao tốt đó. Bên cạnh cái Minh Đường Hoàng Đạo nó còn có Tam Hợp, có Thiên Xá, có Vũ Khúc, có Kim Tinh. Đấy. Vậy nên là gì? Cái giờ này cũng là một cái giờ tốt để thắp hương. Giờ tốt thứ ba. Đó là từ 13 giờ đến 15 giờ. À, tiếp theo chúng ta xét đến giờ Thân. Giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thì nó có gì? Giờ Thân thì có Nhật Hại, có Thiên Hình. Đấy. Và gì? Có Kiếp Sát, Lôi Binh. Đấy. Lại có gì Thời Hại nữa. Đó, Thân Hợi là lục hại mà. Nên là giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ nhé. Đến 17 giờ thì chúng ta không dùng nhé, nó là giờ xấu. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Dậu. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, 17 đến 19 thì nó là giờ Kỷ Dậu. Giờ Kỷ Dậu thì có Chu Tước, có Chu Tước Hắc Đạo đó. À, có Hỏa Tinh, có Cổ Mộ Sát, có Cửu Sú, có Thiên Đất Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Trường Sinh, La Thiên Đại Tiến. Như vậy cái giờ Dậu này cũng là giờ không tốt, quý vị không nên thắp hương giờ này. Tiếp đến là đến giờ Tuất, đúng không ạ? Giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ nó là giờ Canh Tuất. Giờ Canh Tuất thì nó có Kim Quỹ Hoàng Đạo đó. Nó có Thủy Tinh đấy. Nhưng bên cạnh đó nó lại có gì? Có Chu Tước này, có Kim Quỹ đó. Như vậy là cái giờ này nhá, 19 đến 21 giờ đấy, thì nó cũng có khá nhiều hung tinh nên là quý vị cũng không nên dùng nhá. Như vậy là cái giờ này nếu mà để thắp hương thì không nên dùng đó. Tiếp theo giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ, giờ cuối cùng 21 đến 23 giờ. Nó là giờ 21 đến 23 giờ, nó là giờ Tân Hợi. Giờ Tân Hợi thì có gì? Có Thiên Đức. Đấy, có Thiên Đức. À, có Thiên Đất Quý Nhân, có Thiên Quan Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Âm, Thời Kiến, Ngũ Quỷ. Đó. Nhưng mà cái giờ này này thì nó cũng được đánh giá là một cái giờ tốt nhá, giờ tốt nhá. Giờ tốt nhưng mà quý vị cũng không nên thắp hương cái thời điểm quá muộn như này. Đó. À, như vậy là gì? Trong cái ngày rằm tháng 2 âm lịch, ngày Đi Ngợi này này, thì chúng ta sẽ có 3 giờ tốt để tiến hành công việc thắp hương để mọi chuyện được suôn sẻ, may mắn và bình an. Thế.
Thì 3 giờ tốt để thắp hương trong cái ngày rằm tháng 2 âm lịch thì đó là giờ sau. Một là giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Hai là giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Và giờ tốt thứ ba là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Đây là 3 cái giờ hoàng đạo để tiến hành thắp hương trong ngày rằm tháng 2 âm lịch ngày Đinh Hợi. Đấy. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho mình những cái ngày tốt, giờ tốt để chúng ta tiến hành mọi việc cho được thuận buồm xuôi gió, hanh thông thuận lợi. Đó. Đó là những cái giờ tốt để thắp hương nhé. Nên quý vị có thể là lựa chọn ra cho mình một cái khung giờ phù hợp để giúp cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông và may mắn hơn. À quý vị thân mến, như chúng ta đã biết ấy, thì cái việc thắp hương là cái việc vô cùng quan trọng. Nhưng ít ai biết hương được làm bằng gì đúng không ạ? Như quý vị đã biết ấy, hương là cái thứ mà nhà nào cũng thường dùng trong cái ngày lễ Tết Dỗ Chạp, ngày rằm hay là ngày mùng 1 hàng tháng. Và đó là cái thứ mà không thể thiếu được. Cái nghề làm hương ở nước ta cũng có rất lâu rồi, khoảng từ 2.000 năm trước. Từ thời mà Hai Bà Trưng, nhưng mà trong thời đó chỉ có loại hương đen. Hương đen được làm từ một loại nhựa gọi là nhựa chám, mua ở cái vùng miền núi Bắc như là Phú Thọ, Thái Nguyên. Đấy. Nhựa chám được trộn với bột than, sau khi mà tán mịn tạo thành một cái bột keo dẻo quánh có màu đen. Mỗi khi mà xe hương ấy, thì người ta véo một ít khoảng một ngón tay rồi vê vê cái que tăm lăn tròn lại. Loại hương đen khi mà thắp lên thì có mùi hơi hắc, hơi ngai ngái. Nó xuất xứ ở cái xã Xà Kiều, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây ngày xưa. Còn loại hương trầm, nén, hương vòng như ngày nay ấy, thì thường dùng có nguồn gốc tại làng Cao Thôn, xã Bảo Khê, huyện Kim Động ở tỉnh Hưng Yên. Ở làng ngày xưa, ấy, cụ có tên là cụ Đào Thị Khương. Ấy. Lúc sinh thời thì cụ lấy chồng người Hoa ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, rồi ở quê chồng ở bên Phúc Kiến. Tại quê chồng thì cụ theo cái nghề nhà chồng là làm hương. Sau khi mà chồng mất thì buồn thương, nhớ về quê nhà. Cụ trở về Việt Nam thăm quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Lúc này tại quê nhà thấy bà con họ hàng nghèo túng vì lúc đó không có nghề phụ ngoài cái nghề nông ra. Khi mà nông nhàn ấy, ngồi chơi, không có việc làm. Thế vậy cụ mới cho bà con họ hàng ở quê cái nghề làm hương trầm. Từ đó cái nghề hương trầm nó xuất hiện ở Việt Nam và cũng từ đó cái cuộc sống của người dân trong làng cũng dần dần khấm khá lên. Làm xóm thì đông vui, sầm uất hơn. Để tưởng nhớ công ơn của cụ khai sinh ra cái nghề hương trầm ở Việt Nam ấy. Hàng năm cứ đến ngày 21 tháng 8 âm lịch thì mọi người lại trở về quê làm lễ dỗ tổ nghề. Để làm ra một cái nén hương trầm trông đơn giản như vậy nhưng quả là cũng gì khá là nhiều gian truân và nhiều công phu. Hóa ra cái mùi hương dịu mát, man mát mang đến lòng người cảm giác cái linh thiêng và thành kính được làm từ rất nhiều cái vị, chủ yếu là các loại thuốc bắc. Công việc ấy tưởng chừng như rất đơn giản, thậm chí là nhiều người còn cho rằng chỉ cần một ít mùn cưa hoặc là trầm là làm được. Để làm được những cái công đoạn này không phải là dễ dàng. Gần 60 cái loại nguyên phụ liệu cho một nén hương, chủ yếu là các vị thuốc bắc như là tùng chắc, quy đầu, bạch chỉ, hắc hương, hoa hồi, quế, cam thảo và hàng chục các loại linh dược khác nữa. Tất cả đều được xay nhỏ thành bột riêng từng loại rồi pha trộn theo gì thứ tự, theo cái công thức nhất định. Công việc làm ra một cái sản phẩm nói chung là khá là tỉ mỉ và phức tạp. Nếu mà ai không có lòng kiên nhẫn thì hoặc là không yêu nghề thì khó có thể làm được. Để có được một cái nén hương thơm, nguyên liệu phải chọn là các loại nguyên liệu tốt, sau đó được đem xay nhỏ mịn. Đấy, sau khi là gì cân đo đong đếm thật chính xác, tỉ mỉ đúng tỷ lệ thì mới gì được một cái nén hương thơm như chúng ta đang dùng hiện nay. Khi một bột hương được trộn nhuyễn thì phải trộn gì trong chậu sành dưới cái bàn tay khéo léo thoăn thoắt của người thợ thì nén hương mới được hình thành. Công đoạn cuối cùng là lăn cái que hương vào cái thứ bột đó. Thì trong làng nghề gọi là bột xoa đấy. Lúc này để nén hương không bị dính vào nhau nữa thì người ta đem đi phơi khô. Hương thường được phơi khắp sân, đấy, sắc vàng rực rỡ. Cái hương được bó chân lại với nhau theo cái từng bó lớn, xòe ra, phơi nắng. Cái màu sáng trông tựa như những cái bông cúc đại, đấy, trông rất là đẹp mắt. Và cái khi mà vào là cái làng, cả làng hương hoặc là những nhà làm hương ấy, thì quý vị sẽ ngửi thấy những mùi hương thơm rất là đặc trưng. Còn hương vòng thì công đoạn sản xuất phức tạp hơn một chút. Nếu làm bằng máy thì sẽ bị ép chặt và cháy rất lâu. Khi mà chúng ta tụng hết kinh mà hương vẫn chưa cháy hết. Và gì không những thế, nó còn mang lại một cái mùi thơm dễ chịu cho gia chủ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta mua đúng chuẩn các loại hương sản xuất hoàn toàn bằng những hương liệu tự nhiên ấy,
thì nó sẽ cháy tự nhiên, trong sạch và có thể thoát tục. Còn những loại hương làm bằng hóa chất như mùi hương nước hoa vừa không tốt cho môi trường lại vừa gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của con người, sức khỏe con người. Nén hương biểu tượng cho cái tấm lòng thành kính của những người mà đang sống với cái thế hệ của những người đã khuất, tượng trưng cho cái sự biết ơn của thế hệ trẻ với cái thế hệ anh chị đi trước. Nén hương là cái sợi dây liên lạc giữa thế giới tâm linh. Nén hương được thắp lên với cái lòng thành kính với tổ tiên. Hương thơm ngăn ngát nhẹ nhẹ lan tỏa, khói hương cuộn bay lên mờ ảo. Nhưng đằng sau đó là bao nỗi nhọc nhằn vất vả của những người yêu nghề. Thưa quý vị, đó là những cái chia sẻ của Tử Thông về cái sự tích của cây hương, đúng không ạ? Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái ý nghĩa Phật thờ cúng cũng như là cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày rằm tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.